Ahí van. Ok, vẫn còn đẹp trai. Gần nó ghê quá. Cái đường này nó lượn lượn ghê quá. À, ló lên không à. Mình muốn tụi mình còn chờ một người nữa. Hello anh. Má đi vô gì ông sùm biết chưa? Leo Vin. Tháo đèn luôn hả? Này là chế rame. Lấy cái lỗ này nè. Lỗ này đủ làm rame nè. Ồ nó giỡn nó đúng thiệt luôn ha. Đường đông quá. Chỉ là xe đỏ này có camera thật là nhẹ nha. Ồ vậy hả?
được á. Anh đi chơi được bao thì vui quá, móc đi tiếp đi. Chuyến đi của mình tới đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay có thể nhấn nút like, nhấn thêm nút đăng ký kênh và nút cái chuông để có thể nhận thêm những video tốt nhất và mới nhất từ mình nhé. À mà cũng còn một đoạn nữa, nếu bạn muốn có thể tiếp tục theo dõi cảnh bị kẹt xe ở Biên Hòa và mắc mưa ở Biên Hòa nữa. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh nha.